Nếu chỉ có một điều duy nhất để ước, bạn sẽ ước gì? Tiền bạc, quyền lực hay tuổi trẻ? Chắc chắn không ít chị em sẽ không ngần ngại khi chọn tuổi trẻ, vì giữ mãi tuổi xuân luôn là khát vọng của phụ nữ mọi thời đại. Tuy nhiên, theo thời gian, từ 30 tuổi trở đi, sự giảm thiểu hormone sinh lý nữ estrogen chính là cội nguồn của nhiều biến đổi về thể chất, tâm sinh lý và tinh thần của chị em, như thay đổi về kinh nguyệt, khiến tim đập nhanh, lo lắng, hồi hộp hay quên, giảm độ tập trung, tính tình dễ cáu gắt, giận dỗi. Xuất hiện các cơn bốc hỏa, da bắt đầu nhăn nheo, xuất hiện nám, tàn nhang, giảm chức năng sinh dục là nguyên nhân gây ra các bệnh loãng xương và bệnh tim. Nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Đại học Washington cho thấy hợp chất isoflavones trong mầm đậu nành có tác dụng tương tự nội tiết tố nữ estrogen, là liệu pháp thiên nhiên rất an toàn giúp cân bằng nội tiết tố nữ, tìm lại tuổi xuân cho nữ giới, được các chuyên gia khuyên dùng. Sản phẩm Everless được nhập khẩu từ Úc với các thành phần chính là isoflavone được chiết xuất từ mầm đậu nành, thảo dược ginkgo biloba và flaxseed được chiết xuất từ dầu hạt lanh cùng các thành phần hoạt chất khác vừa đủ, giúp bổ sung nguồn estrogen thực vật, cân bằng nội tiết tố nữ, tăng tiết dịch, điều hòa kinh nguyệt, tăng cường sinh lý nữ, cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh và mãn kinh, giúp cơ thể tăng nội tiết tố nữ một cách tự nhiên, hạn chế lão hóa, giảm nếp nhăn trên da, mờ vết nám, giúp da đẹp mịn màng, sắc mặt hồng hào, tăng cường trí nhớ, giảm căng thẳng, giảm stress, chống mất ngủ. Giờ đây, tôi đã hoàn toàn tự tin với vóc dáng và cuộc sống của mình. Thực phẩm chức năng Everless được bào chế dưới dạng viên nang mềm, rất dễ sử dụng và được dùng trong các trường hợp phụ nữ suy giảm chức năng sinh lý do giảm sút hormone, phụ nữ tuổi tiền mãn kinh xuất hiện các triệu chứng, da khô có vết nám, ngực kém săn chắc, tích mỡ bụng, loãng xương, có dấu hiệu của tóc khô dễ rụng, mất ngủ và thường xuyên bốc hỏa. Sau khi sử dụng Everless sẽ có một số biểu hiện thay đổi sau. 10 ngày, chống mất ngủ. 15 ngày, chức năng sinh lý cải thiện. 30 ngày, da mặt sáng mịn dần lên. 60 ngày, cơ thể khỏe mạnh, da bớt thâm nám và hồng hào. 90 ngày, ngực đầy đặn, giảm chảy xệ. Sử dụng thực phẩm chức năng Everless hàng ngày sẽ giúp chị em phụ nữ gìn giữ được vẻ đẹp tuổi thanh xuân và sự tự tin trong cuộc sống. Everless, sức khỏe, sắc đẹp và sinh lý nữ. Nhà nhập khẩu, công ty cổ phần Topco, địa chỉ số 10, ngách 12/3 Nguyễn Văn Trỗi, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội. Nhà phân phối, công ty cổ phần Đa Phong Cách, địa chỉ số 1/96 Linh Quang, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại tư vấn 01-693-693-693, 01-695-695-695, website www.thực phẩm cho tương lai.vn.